Trời ơi. Đập vô luôn hả? Trời ơi. Khùng cục. Đi tới vậy anh đi tới vô dò vô đụng rồi. Vô vô. Làm lỗ bầm rồi. Sao tháo cái bình nước da sẹt luôn. Bình nào? Bình chi đó. Tháo thật là mà biết. Dễ thằng dưới gì tháo cái nắp nó ra có chút xíu rồi thử qua tay tao không đứa để vô ngay chỗ sân anh ba thử đi coi chưa có báo đi được ế chỉnh chỉnh lớn lên nãy chỉnh xuống sáu rồi chỉnh lên độ cái này lên tìm được thằng đó đi để điền đó không được đâu nghe điền đó hư rồi đi cặp bờ trên Thank you.
rau dền. Nay mình trồng bằng hột hay sao chị? Cái miếng lít rau dền ngon các bạn, ngon ghê các bạn. Đây, hàng cá này. Mấy cái bờ này là rắn có. Mấy bờ này là rắn có. Rắn. Ừ. Đâu bỏ cái lá này bỏ vô vô cơm thân nữa. Ở dưới. Nấu củ mì. Chú tí hoang nha các bạn. Chú tí hoang. Hôm nay họ mua đặt rẫy ở đây. Ghê luôn. Lý tưởng luôn. Rẫy luôn. Đi xe bộ tưởng luôn. Ừ. Con thấy nó sơn 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 thấy nó. Đó. Nó ngắt đầu trước này nó. Lụa được ăn à? Ừ. Có phô mì rồi ăn sai của hoàng bò mà, ăn còn sai người miễn là mì mình mà sai vậy không hết mì mình mà mì mình hay mì gì á mì Ấn Độ cái mì Ấn Độ đó mì mình mà. Rồi, nghe hẹt không? Hết bình các bạn.
nó vô á. Cái này cá rô quá trời cá rô. Trong ống bọng này cũng có nè. Cái hầu đâu ba đấy cả cái nước. Hết bình nè. Vô đây mấy cái rô ấy dài dài mấy mương nè. Ngay tay mà nữa. Nướng bọng đi ngay đi. Đây có người giờ gỗ. Gỗ đây về đây nghỉ mát mát lắm nha bạn. Đây ao này mà cầu cá ngon lắm nha các bạn. Đúng rồi. Khen nha các bạn. Ngồi lên bờ người ta có đường xuống cái rô đây nè. Cái rô đây nè ông đại. Đẻ lên nó chạy giờ nó yếu điện, điện yếu nè. Nó mò mà mò thì con con nữa không. Ở trong này nó giữ dằn tối mà. Thôi bữa em trong đại sôi á. Quá bài bắt cái nhỏ rồi. Hai cái gì chết rồi. Nguyễn Đại chết rồi. Muốn chết không mất thôi rồi. Ủa không có rồi rồi. À hết bình ơi. Về. Về luôn đó. Đi qua mưa đi đi về đi. Cứ qua được không? Đi đường này có qua được nè. Đi đường này cũng qua được này. Cái này ra đi. Đường ra đây ra đi thẳng luôn. Của nhau mương. Em kêu vô đây câu ngon á. Thiệt á nhớ. Không cho câu. Em cho. Mình chích được không cho câu không được. Câu gì nước trong kia mà thấy cá luôn mà câu. Đây là trồng ta trồng rau muống không các bạn, rau muống rau dền quá trời luôn bạn, đám đám này rau muống không các bạn, rau muống không các bạn, đây rau muống không. Cái cá bự chứ, với cá bự nó chạy đây. Nó chạy. Trời cái quỷ trời. Đây ngôi nhà đây mát nha các bạn. Đây giữa thằng ruộng. Đây ruộng người ta đã vô cắt này không? Nè. Làm được nghìn nữa bạn. Nghìn tan nát. Chạy rồi. Chạy lên trước. Hai con luôn á. Ừ, hai con. Hai con luôn. Đây các bạn kết quả đi cá nha các bạn. Quá đẹp luôn các bạn. Thấy không? Nửa thùng luôn các bạn, được hai con rắn các bạn ơi. Con rắn này xong ốm chưa ta? Con rắn này ốm hơn tí nữa.
không có đồ ăn. Này được hai con rắn nha các bạn. Không. Con rắn kia mập. Dạ, mình thả xuống đất để chụp hình đó nha. Hai con lằn bạn quấn nhau luôn. Đây, con thấy không? Con rắn lưỡi này thấy ghê ta. Lưỡi đang thui, mất đang thui luôn á. Thấy á. Đang đợi kìa, lưỡi đang thui à. Rắn gì chết gì. Ở con rắn, con rắn. Nhìn lưỡi đang thui luôn kìa. Đây là cá nha mọi. Quấn cái con dây này thiệt chứ. Ừ. Tao kết quả các bạn. Rắn, cua, cá tùm lum nha các bạn. Này được cái rưỡi mà. Ký không? Ký chứ. Bỏ thêm 3 cục chuối vô nữa cho đủ 3 cục.